xin chào anh em nhé là mình cũng ăn ba và hôm nay mình xin thông báo với anh em là chương trình khuyến mại nhà mình thì còn 3 ngày cuối cùng anh em nhé Đấy. tính kể từ ngày hôm nay là còn 3 ngày cuối cùng mình khuyến mại tặng hai nặng cho anh em khi anh em mua một cân anh em nhé Đấy. sau 3 ngày nữa thì sẽ không còn chương trình khuyến mại nữa anh em nhé và trước khi vào dưới sản phẩm mẹ thì mình xin phép anh em những anh em nào đang xem video của mình thì mình phiền anh em cho mình xin một đăng ký kênh để mình lấy được tương tác với nhau em và anh em bật chuông thông báo lên để nhận được những chương trình chuyên mới nhất bên mình nhé còn cách thức mua hàng bên mình là anh em đặt hàng mình sẽ ship COD cho anh em anh em nhận hàng thanh toán tiền anh em lưu ý hàng nhà mình là không đồng kiểm nhá anh em tin tưởng thì anh em mua hàng anh em không tin tưởng thì anh em qua shop khác nhá đó. còn hàng nhà mình đã giới thiệu như thế nào sẽ gửi đến tay anh em 100% trăm cho mình giới thiệu luôn anh em nhận hàng không được như mình giới thiệu thì anh em cứ gửi lại hàng cho mình nhé để để mình gửi lại tiền cho anh em đó và hôm nay mình đầu tiên giới thiệu đến anh em là cái mẫu đằng mập nhá nhà mình có từ 4.5 đến 6.40 đầy đủ kích thước cho anh em lựa chọn luôn anh em có thể tăng size khi chơi lâu ngày cảnh nó mòn nhá Đây, đầu tiên là 4.5 này Đấy. mẫu 4.5 này hàng mới về nên màu nó vẫn màu bạc anh em nhé khi mới sản xuất thì tính trì nó sẽ là màu bạc còn khi để lâu ngày thì nó sẽ chuyển đen dần như các mẫu này Đấy. mẫu 4.5 này mình đang bán là 470.000 nhé Đấy, anh em mua một cân mình sẽ tặng cho hai lạng đấy áp dụng cho ba ngày cuối cùng này đó còn đây là 5 chấm nhá 5 chấm thì nhà mình có từ 5.50 đến 5.56 đầy đủ kích thước luôn đấy. và hàng nhà mình tất cả đều là chỉ mềm nhập trên công nghệ đóng máy anh em nhé anh em yên tâm về chất lượng luôn anh em không lo no hại cảnh hại cụt của anh em đó viên kẹo rất là sẵn nguyên luôn mẫu đẳng mập thì nó rất dễ chơi rồi cành nào cũng chơi được luôn đó không hề kèn cành một tí nào anh em nhé đây là 552 này Đó. anh em chơi 5.50 mà lỏng thì anh em lên 552 nhá 552 mà lỏng thì anh em lên 554 nó phù hợp với kích thước cành nhìn kéo rất là sắc nét anh em nhé về hai tầng một tầng với xoay một tầng với đẩy hơi hàng nhà mình không có một chút ba viên góc cạnh nào luôn đó 5 chấm và 6 chấm mình đang bán là 450 rưỡi anh em nhé cái mẫu này thì mình bao chuẩn cho anh em là 130m và bao lắp xe là 90m Đó Viên kẹo nhà mình là 100 viên như một luôn Đó khi anh em mua một cân mình sẽ tặng cho anh em hai nặng đấy chỉ còn 3 ngày cuối cùng thôi anh em nhé để anh em lựa nhanh tay đặt hàng đấy trong 3 ngày cuối cùng này mình sẽ tặng cho anh em thêm hai nặng khi anh em mua một cân đó đây là 6 chấm này 6 chấm thì nó thêm về sức phá nên nó công phá cực kỳ mạnh luôn đấy. hiện tại mình đang chơi 6 chấm này chơi cực kỳ sướng luôn đi bèm cỏ là không phải đuổi theo không phải đi tìm anh em nhé bèm phát chết luôn Đó. anh em chơi 635 mà lòng thấy anh em lên 640 này. Đó. nhà mình có đầy đủ kích thước này, anh em nhé còn đây là mẫu monster nhá mẫu monster thì nhà mình chỉ có 5.5 thôi Đó. Mẫu monster này thì chơi rất là sướng hiện nay anh em đang săn đón rất là nhiều cái mẫu này đang là trào lưu rất là hot luôn anh em nhé Đó, mẫu này thì độ vươn của nó sẽ tốt hơn ngắn mập Đó, nó cũng dài hơn ngắn mập và win lực của nó cũng sẽ mạnh hơn một chút anh em nhé Đó, chơi thì nó cũng không khiến cảnh giống là ngắn mập luôn Đấy. mẫu này mình đang bán là 500 nghìn khi anh em mua một cân mình sẽ tặng cho anh em hai nặng nhé Đó, chỉ còn 3 ngày cuối cùng thôi Đó, còn đây là mẫu salon salon nhà mình đang bán là 500 salon nhà mình có 550 và 552 salon còn chầm gì dây Điện nõm nặng 26g anh em nhé anh em chơi mẫu này thì cứ tăng áp cao lên đó mẫu này chơi tốc càng cao càng sướng anh em nhé đó. mẫu này có sức công phá cực kỳ mạnh và độ chính xác cực kỳ cao anh em nhé mình bao chuẩn cho anh em là 150 trăm mét luôn đó. hầu như những anh em mà chơi ngoài trăm mét thì anh em chọn mẫu này đó. vì độ chính xác của nó cực kỳ cao đó. còn đây là mẫu xuyên phá zip nhé xuyên phá zip này thì phù hợp cho những anh em Nằm đi rừng đó, anh em đem các con thú lớn Màu này thì anh em đem là cả thú và chim luôn anh em nhé Màu này thì độ xuyên thấu của nó cực kỳ mạnh luôn Mình đang bán là 4 rưỡi nhé Còn đây là 6 chấm này 6 chấm này đem lận rừng Với các thứ là một phát hụt luôn Đấy, Những chỗ anh em có khỉ anh em cứ chơi loại này Khỉ lận rừng Đó. Và anh em mua hàng thì liên hệ với hai đầu số trên clip nhé Xin chào anh em